Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá vàng tăng vào thứ hai, thu hút một số lực mua trú ẩn an toàn, trong khi giá dầu biến động sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel cuối tuần qua làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và khiến các nhà giao dịch lo lắng về những gì sắp xảy ra. Nội dung chi tiết ra sao? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé, sẽ có nhiều điều bất ngờ phía sau. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng cao hơn sau khi các chỉ số chính chốt phiên giảm mạnh vào thứ Sáu do kết quả kinh doanh từ các ngân hàng lớn của Mỹ không gây ấn tượng, Reuters đưa tin. Cuối ngày thứ Bảy, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để trả đũa vụ Israel bị nghi ngờ tấn công lãnh sự quán của họ ở Syria vào ngày 1 tháng 4, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel. Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh công khai nổ ra giữa những kẻ thù không đội trời chung ở Trung Đông và sự lôi kéo của Hoa Kỳ đã khiến khu vực này rơi vào tình trạng căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia một cuộc phản công chống lại Iran. Israel cho biết chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Thị trường toàn cầu chật vật tìm hướng đi sớm ở châu Á vào thứ Hai sau những diễn biến cuối tuần ở Trung Đông, khi giá dầu giảm mạnh trong giao dịch biến động, vàng tăng vọt và đồng đô la Mỹ nhìn chung ổn định, theo Reuters. Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 0,25% xuống 90,21 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 0,35% xuống 85,36 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng tăng 0,7% lên 2.359,92 đô la Mỹ một ounce sau khi lập kỷ lục 2.431,29 đô la Mỹ một ounce vào thứ Sáu. Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại màu vàng đã tăng khoảng 14% trong năm nay. Chris Wetton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone cho biết, mọi thứ dường như được quản lý khá tốt. Từ góc độ rất đơn giản, các hành động từ Iran thực sự không làm ai ngạc nhiên. Chúng rất giống với những gì chúng tôi đã định giá vào cuối tuần trước. Điều có thể khiến giá vàng tăng nhẹ là ý tưởng cho rằng chúng ta có thể thấy một phản ứng đáp trả khác từ Israel và nếu điều đó xảy ra, có thể khiến rủi ro tài sản giảm giá. Ở những nơi khác, hợp đồng tương lai kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm nhẹ với lãi suất ngụ ý là 4,53%, trong khi đồng đô la Mỹ giữ gần mức cao nhất trong 34 năm so với đồng yên ở mức 153,27%. Đồng euro và đồng bảng Anh cũng bị ghim tương tự gần mức thấp nhất trong 5 tháng. Dữ liệu kinh tế Mỹ liên tục phục hồi, đặc biệt là báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến vào tuần trước, đã khiến các nhà đầu tư đặt kỳ vọng về tốc độ và quy mô cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, khi lạm phát tỏ ra khó khăn hơn so với suy nghĩ trước đây. Hợp đồng tương lai dự kiến sẽ nới lỏng khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay, một mức giảm rất lớn so với mức 160 PPS đã được định giá vào đầu năm. Sự thay đổi lớn về triển vọng lãi suất đã khiến đồng đô la Mỹ giảm giá và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, với lãi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 5% lần đầu tiên kể từ tháng 11 vào tuần trước. Christina Clifton, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Commonwealth Bank of Australia cho biết, chúng tôi đã cập nhật dự báo của mình đối với FOMC Hoa Kỳ, đẩy thời điểm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sang tháng 9 2024, thay vì tháng 7 trước đó. Chỉ số CPI của Hoa Kỳ đã mạnh hơn dự kiến trong 3 tháng đầu năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ cần một chuỗi chỉ số lạm phát ở mức 0,2% trên tháng hoặc thấp hơn để khiến FED tin tưởng rằng lạm phát có thể duy trì ở mức thấp bền vững và lãi suất sẽ giảm, không cần phải duy trì ở mức hạn chế. Một loạt các nhà hoạch định chính sách của FED sẽ phát biểu trong tuần này, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, người có thể đưa ra những thông tin rõ ràng hơn về lộ trình tương lai của lãi suất Mỹ. Trên thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tương lai đều tăng 0,3% trong phiên giao dịch ở châu Á, đảo ngược một số khoản lỗ nặng nề trên chứng khoán Mỹ vào thứ Sáu. Cả ba chỉ số đều ghi nhận mức giảm trong tuần bị đè nặng bởi thu nhập mờ nhạt của ngân hàng và những kỳ vọng ngày càng tăng đối với chính sách của Fed. Cuối cùng, những gì chúng ta đang thấy vào lúc này là thị trường đang thực sự cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả năng nhận biết rủi ro về giá của họ trên thị trường này đã trở nên rắc rối hơn một chút. Và tôi nghĩ bạn không làm vậy nếu không có khả năng hiển thị đó, bạn sẽ có mức độ biến động cao hơn. Đó chính là tình trạng của chúng tôi. Weston, đại diện cho Pepperstone, cho biết Bitcoin gần đây đã giảm hơn 2% ở mức 65.547 đô la Mỹ sau khi giảm xuống dưới 62.000 đô la Mỹ vào Chủ nhật. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước nhờ dòng tiền chảy vào các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay mới và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra của FED.
Chỉ trong ngày 9 tháng 4, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đều tăng vọt gần 3 triệu đồng một lượng, lên mức hơn 77 triệu đồng một lượng vàng nhẫn và gần 85 triệu đồng một lượng vàng miếng. Với mức giá liên tục lập đỉnh và điều chỉnh theo giờ, vàng khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chưa có động thái can thiệp nào để hạ nhiệt thị trường vàng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Từ đầu năm đến nay, đây là đợt thứ 3 giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC phá vỡ kỷ lục. Thế nhưng, đáng chú ý là chưa đợt tăng giá nào lại nhanh và mạnh như đợt tăng lần này. Trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 4, giá vàng nhẫn và vàng miếng tăng gần 4 triệu đồng một lượng. Riêng trong ngày 9 tháng 4, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh bảng giá từng phút từng giờ. Vào lúc 13 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn mua vào 74,83 triệu đồng một lượng, bán ra 76,03 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút, doanh nghiệp này tăng tiếp 400.000 đồng một lượng lên 76,43 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn điều chỉnh từng phút, đến 16 giờ cùng ngày, giá vàng nhẫn được doanh nghiệp này nâng lên 75,5 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra 77,18 triệu đồng một lượng. Sau khi điều chỉnh tăng nửa triệu đồng một lượng vào đầu giờ sáng, vàng miếng SJC tăng không ngừng vào buổi chiều. Vào lúc 14 giờ 45, vàng SJC lại tiếp tục được điều chỉnh tăng lên mức 84 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mức 82,3 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra 84,3 triệu đồng một lượng. Cứ sau 30 đến 45 phút, giá vàng lại tăng từ 100 đến 200.000 đồng một lượng. Đến 16 giờ 15 phút, vàng SJC được điều chỉnh tăng lên mức 82,8 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra 84,8 triệu đồng một lượng. Trong bối cảnh giá vàng tăng liên tục, người dân vẫn có xu hướng lao vào mua vàng trong cơn sốt, bất chấp lời cảnh báo của chuyên gia, với kỳ vọng giá vàng miếng SJC sẽ tăng lên 100 triệu đồng một lượng và vàng nhẫn lên 90 triệu đồng một lượng. Tại phố vàng Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội, người dân xếp hàng chờ mua vàng. Nếu như cách đây nửa tháng, người dân tập trung mua vàng nhẫn bởi lo ngại Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm bỏ độc quyền vàng SJC, thì nay cả vàng miếng và vàng nhẫn đều có lượng giao dịch tăng đột biến. Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bên cạnh việc giá vàng thế giới tăng, nhu cầu mua tăng mạnh khiến giá vàng trong nước tăng theo. Chuyên gia vàng Nguyễn Thế Hùng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, theo quan sát diễn biến giá vàng trên thị trường hai hôm nay, có thể thấy lực mua đang mạnh hơn, thậm chí người giữ tiền có cảm giác sốt ruột khi giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu điều chỉnh, trong khi giá vàng trong nước lại tăng từng giờ. Trong khi đó, lãi suất huy động hiện nay lại quá thấp. Theo ông Hùng, về phía nguồn cung, vàng nhẫn đã khan hiếm nay còn hạn chế hơn khi những ngày trước xuất hiện thông tin đề xuất cho nhập vàng theo đường chính ngạch, nhưng hiện nay cơ quan quản lý vẫn chưa cấp phép. Thêm vào đó, một số đầu mối nhập vàng cũng e dè hơn khi cơ quan chức năng đang dồn dập tra quân và việc nhập vàng giá cao cũng đem đến nhiều rủi ro. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.